xin chào các bạn, mình là Châu, mình đến từ Autobix. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái combo âm thanh mà Autobix vừa đưa ra chương trình khuyến mại cực kỳ hot cho tất cả các khách hàng và tất cả các đại lý trong Việt Nam. Combo âm thanh này bao gồm là một bộ xử lý tín hiệu 4 kênh tích hợp DSP, một bộ loa trước là bộ phân tầng hai đường tiếng và bộ loa sau là loa đục trục và một cái súp gầm ghế. Thì tất cả các hệ thống này có giá trị là 25.400.000, nhưng mà đi kèm chương trình khuyến mãi là các bạn được tặng một cách âm 4 cửa trị giá 9 triệu và các bạn được tặng hoàn toàn miễn phí công lắp đặt và công cân chỉnh của hệ thống rơi vào tầm khoảng 3 triệu và các bạn được tặng một bộ kích bình hiệu Energizer trị giá gần 1 triệu. Nhân tiện hôm nay có chiếc xe Kia Cerato và lắp đặt thì mình xin giới thiệu kỹ hơn về vấn đề lắp đặt của hệ thống này trên một chiếc xe của bạn như thế nào. Thì xin mời các bạn theo chân mình để cùng tham khảo kỹ hơn và tìm hiểu sâu hơn về cái phần lắp đặt. Mời các bạn tới phía trước. Để lắp đặt được hệ thống này thì bắt buộc tất cả các thiết bị trong xe bắt buộc phải sử dụng nguồn là từ bình ắc quy. Thì khi sử dụng nguồn là Autobix bắt buộc phải lấy nguồn từ ngoài bình ắc quy chính và qua một hệ thống cầu chì. Thì hệ thống cầu chì này nó sẽ bảo vệ cái đoạn dây này khi các bạn đi vào trong cái thân xe. Cái cầu chì này thì thường thường các anh kỹ thuật hay bị nhầm lẫn là cầu chì là bảo vệ thiết bị, không phải. Tất cả các thiết bị là đều được bảo vệ bởi cầu chì có trong chính nó. Còn cầu chì này chính là bảo vệ đoạn dây của các bạn đang đi vào trong xe. Khi có trường hợp va chạm hoặc là bị chập nguồn như thế nào đó thì chính cầu chì này sẽ ngắt nguồn của cọng dây này, không cho nó tiếp xúc với xe thì hệ thống của các bạn sẽ an toàn hơn. Mời các bạn vào tiếp theo coi phần lắp đặt DSP và là âm ly. Đây chính là âm ly tích hợp DSP gồm 4 kênh. 4 kênh này công suất của một kênh là 75W thì để kéo cho hệ thống loa đó của xe. Đây là module Bluetooth. Một đám ly tích hợp DSP cực kỳ nhỏ gọn. Và đây chính là súp gầm ghế R7 của thương hiệu Rock Power. Được đặt và cố định ở dưới gầm ghế bên phụ. Đây là bộ loa phân tầng 165 AS được lắp đằng trước. Bộ phân tầng này có nhiệm vụ là phân chia tần số cho mỗi loa. Tần số thấp đưa cho loa bass và tần số cao đưa cho loa jazz, là cho loa filter ở trên này. Khi lắp một cái loa thì đương nhiên việc cố định một cái loa cho nó cứng cáp và chắc chắn đó là việc đầu tiên để mà thi công một cái loa gọi là hoàn chỉnh và bài bản. Cái thứ hai nữa là có một hệ thống vòng cao su chống nước. Vòng cao su chống nước này nó có hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất là nó chống nước cho củ loa bên trong. Cái thứ hai nữa là nó tạo được một cái hướng âm cho loa đi vào trong khoang xe. Đây chính là loa đục trục 165 AC được lắp ở cánh cửa sau. Loa đục trục có nghĩa là loa bass và loa jazz nó đều nằm trên một trục, nó phù hợp cho việc thiết kế của các nhà thiết kế xe là thường thường phía sau nó sẽ không có chỗ để cho loa jazz, thì đương nhiên jazz thì nó sẽ được nằm trên cái loa này và cho việc lắp đặt nó đơn giản và dễ dàng hơn. Chỉ với 25.400.000 thì các bạn có thể là thay đổi hoàn toàn một hệ thống âm thanh trên xe bằng một thương hiệu rất là nổi tiếng của hệ thống âm thanh xe hơi, đó là Focal và Rock Power. Và các bạn sẽ được là thi công chuẩn chỉ bài bản và khai thác triệt để tối đa cái công năng của những sản phẩm mà các bạn được bỏ ra. Cảm ơn các bạn.